chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đang đến với chương trình Văn Lang Q&A, series livestream tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang năm 2022, được phát sóng định kỳ vào 18 đến 19 giờ thứ ba hàng tuần tại fanpage Trường Đại học Văn Lang. Kính thưa quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, ở các trường đại học thì đào tạo nghệ thuật là một mảnh đất hấp dẫn nhưng mà không phải lúc nào cũng dành cho số đông. Nghệ thuật đem lại những giá trị tinh thần và thương hiệu cho các trường đại học, kể cả là đại học công hay là đại học tư. Và bên cạnh hội họa, văn chương, kiến trúc, điêu khắc thì âm nhạc, sân khấu và điện ảnh là một phần trong bức tranh thế giới nghệ thuật muôn màu. Và ở tuần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu các thông tin về kỳ thi năng khiếu vẽ. Thì tuần này, chương trình của chúng ta sẽ giúp các bạn thí sinh khám phá các ngành nghệ thuật tại Trường Đại học Văn Lang. Và ở Văn Lang thì ngành piano, thanh nhạc, đạo diễn điện ảnh, truyền hình, diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình là những ngành đào tạo còn khá non trẻ của Trường Đại học Văn Lang. Nhưng mà từ khi thành lập đến giờ thì các ngành này đã mang đến rất là nhiều màu sắc mới mẻ và là những cái thương hiệu uy tín cho Trường Đại học Văn Lang của chúng ta. Và để giải đáp những thắc mắc của các bạn thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay thì Thi Trang xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Đào Bá Sơn, giảng viên khoa sân khấu điện ảnh, đạo diễn từng đạt 16 giải thưởng quốc gia với vai trò đạo diễn, 3 giải đạo diễn xuất sắc và sở hữu nhiều tác phẩm tham dự liên hoan phim quốc tế, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017. Dạ, em xin chào thầy ạ. Chào bạn, xin chào các bạn học sinh và sinh viên thân mến và xin kính chào các quý vị phụ huynh. Và tiếp theo là thạc sĩ Nguyễn Như Hải Yến, giảng viên thanh nhạc, khoa nghệ thuật ứng dụng. Cô cũng đang cộng tác giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, khoa nhạc nhẹ cha Pop Rock. Dạ, em xin chào cô Yến ạ. Xin chào Thiên Trang, xin kính chào quý phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh ạ. Dạ, cô ơi, để mà bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì cô có thể nào gửi tặng đến các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh đang theo dõi chương trình livestream của chúng ta một bài hát hay là một câu hát nào được không ạ? Ồ, một ý tưởng này hơi mới quá ha. Để cho cái buổi livestream ngày hôm nay nó thêm phần hấp dẫn và thú vị, cô Như Hải Yến xin được kính tặng quý phụ huynh và các em hai câu hát nha. Thầy cho em trống tay ạ. Bạn hát cái gì về Văn Lang rồi sinh viên? Văn Lang, Văn Lang, Đại học Văn Lang, chúng tôi chào đón các bạn. Wow, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và các bạn sinh viên ơi, chúng ta hãy thả tim nhiệt tình cho cô Yến của chúng ta nha. Và các bạn ơi, Thi Trang cũng chia sẻ một chút xíu là để đến tham dự được chương trình ngày hôm nay thì thầy cô của chúng ta đã vượt qua thời tiết rất là xấu nè, mưa, gió và kẹt xe để đến với chương trình. Vậy thì hôm nay các bạn hãy thả tim thật nhiều cũng như là theo dõi chương trình để cảm ơn sự góp mặt ở đây của thầy cô nha. Và phần đầu tiên thì em xin được bắt đầu vào phần Q&A. Thầy Sơn ơi, dạ đầu tiên thì cho phép con xin được hỏi một câu là với nhiều năm giảng dạy và làm việc với các bạn sinh viên thì theo thầy là tại sao mà nhóm ngành về nghệ thuật lại có sức hút với không ít những bạn trẻ ? Thì như các bạn biết ấy, thì bản chất của nghệ thuật là nó hướng đến cái đẹp, hướng đến cái chân thiện mỹ. Chúng ta cũng không bao giờ có thể quên được rằng cái tuổi thơ của chúng ta luôn luôn có những cái thần tượng, luôn luôn có những hình tượng tốt đẹp trong các bộ phim, trong các tiểu thuyết, trong các vở kịch hoặc trong các sân bóng, vân vân. Và cái tuổi trẻ thì luôn luôn có những cái thần tượng, và đặc biệt những cái thần tượng, rất nhiều những thần tượng từ trong nghệ thuật, nó đã một phần lay động một cái gì đấy ở trong sâu thẳm trong trái tim non trẻ của các bạn. Và nhiều khi nó đánh thức những cái giấc mơ rất đẹp ở trong các bạn. Cho nên đó là một phần của nghệ thuật, cũng giống như âm nhạc của chỗ chị Hải Yến cũng vậy. Rất là tuyệt vời, âm nhạc cũng rất là tuyệt vời. Dạ, con xin được cảm ơn thầy ạ. Vậy thì cô Yến ơi, hiện nay thì có nhiều bạn trẻ chọn tham gia những cái khóa học ngắn hạn về thanh nhạc cũng như là về kỹ thuật biểu diễn hoặc là các cái chương trình thực tế, chương trình truyền hình để mà tìm cái cơ hội bước chân vào con đường nghệ thuật nhanh hơn. Vậy thì theo một cái trường đại học
về nghệ thuật á, thì sẽ mang đến những giá trị và ưu thế gì hơn cho sinh viên của mình ạ? Hiện nay thì đúng là có rất nhiều cái cuộc thi, và khi mà các bạn tham gia vào các cuộc thi đó thì nếu như mà các bạn nổi tiếng á, đạt giải và nổi tiếng thì các bạn có thể là được nhiều khán giả biết đến. Nhưng mà khi các bạn nổi tiếng rồi các bạn vẫn phải học, thì quay trở lại vấn đề chúng ta vẫn phải học. Còn khi các bạn vào trường Đại học Văn Lang để học ở khoa nghệ thuật ứng dụng, ngành âm nhạc, ngành thanh nhạc hoặc là ngành piano, thì các bạn sẽ có cơ hội, trước tiên là các bạn được học những kiến thức rất là cơ bản về âm nhạc. Các bạn hát hay các bạn đàn, các bạn biết mình đang làm cái gì và nó như thế nào. Không những vậy, trường Đại học Văn Lang không chỉ đào tạo về chuyên ngành âm nhạc mà còn đào tạo những kiến thức cơ bản về cơ sở ngành, rồi kiến thức đại cương để giúp cho các bạn có một cái được trang bị một cái hành trình rất là vững vàng kiến thức về xã hội, văn hóa, và đặc biệt là những cái kiến thức về Anh văn, tin học để giúp cho các bạn là hướng đến những cái sự hội nhập mang tầm quốc tế. Và đặc biệt khi các bạn tốt nghiệp ở trường Đại học Văn Lang thì các bạn sẽ có được một cái bằng cấp là đại học, nó sẽ giúp cho các bạn ổn định cuộc sống và rất là vững vàng trong cuộc sống. Dạ, em xin được cảm ơn cô. Vậy là khi mà mình theo học ở một môi trường đại học á, thì mình sẽ có được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm một cách toàn diện hơn. Đúng rồi. Là mình tham gia những cái khóa ngắn hạn bên ngoài, đúng không cô? Dạ, đúng rồi. Dạ, kính thưa quý phụ huynh và các bạn học sinh, theo kế hoạch tuyển sinh năm 2022 thì trường Đại học Văn Lang tổ chức kỳ thi năng khiếu vẽ, âm nhạc và sân khấu điện ảnh. Kết quả được sử dụng để xét tuyển vào 10 ngành năng khiếu. Các bạn học sinh có thể lựa chọn hình thức thi tập trung hoặc là thi trực tuyến. Một, đối với hình thức thi tuyển tập trung, địa điểm là tại cơ sở chính của trường và thời gian là đợt 1 dự kiến ngày 16-17 tháng 4 năm 2022, đợt 2 dự kiến là ngày 23-24 tháng 7 năm 2022. Và thứ hai, đối với hình thức thi tuyển trực tuyến online, đợt 1 dự kiến là ngày 28-29 tháng 4 năm 2022 và đợt 2 dự kiến vào ngày 30-31 tháng 7 năm 2022. Và các bạn ơi, đó là những thông tin về kỳ thi năng khiếu sắp tới. Và các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì nhớ để lại bên dưới phần bình luận để các thầy cô giải đáp cho các bạn nhé. Và trước khi đến với các câu hỏi trực tiếp của các bạn học sinh thì em có một số câu hỏi dành cho thầy cô ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên em xin được hỏi là định hướng đào tạo, ngành đào tạo diễn điện ảnh truyền hình, diễn viên kịch điện ảnh truyền hình, ngành piano thanh nhạc tại trường Đại học Văn Lang thì có điểm gì nổi bật? Dạ, đầu tiên thì em xin được mời thầy Sơn ạ. Thì điểm nổi bật của nó thì như chúng ta biết, bao giờ nghệ thuật thì cũng nó có một cái sức hút, nó có một cái sức hút đối với cái lớp trẻ. Rất nhiều em mới trở thành một cái hình tượng này, trở thành một cái ca sĩ này, trở thành một cái nhạc sĩ kia, hoặc trở thành một cái tài tử này, một trở thành một cái diễn viên nào, vân vân vân. Nhưng mà hiện tại thì cái mơ ước của các em ấy, nó luôn nó bị, nó có một cái barrier là ở chỗ rất nhiều em còn thiếu sự tự tin chính bản thân của mình, vẫn còn hoang mang, vẫn còn đầy những cái tự ti mà không dám vượt qua, không dám mạnh dạn vượt qua những cái để đến với những cái mong muốn của mình, đến với những cái ước mơ của mình. Dạ, em xin được cảm ơn thầy. Vậy thì không biết là với ngành piano thanh nhạc tại trường Đại học Văn Lang của mình thì nó có điểm gì nổi bật vậy cô? Ngành đào tạo về piano và thanh nhạc của khoa nghệ thuật ứng dụng trường Đại học Văn Lang hướng đến đối với các bạn sinh viên theo học chuyên ngành piano sẽ là trở thành những nghệ sĩ có thể solo được, rồi có thể là hòa tấu được. Rồi có thể là biết được những cái kỹ thuật về sư phạm rất là tốt. Và cái điều đặc biệt còn về bên thanh nhạc thì về mặt tài năng là chúng tôi có ba cái. Cái thứ nhất đó là hát hay, nhảy đẹp và tự tin trình diễn. Điều mà khoa chúng tôi hướng đến đối với ngành piano và ngành thanh nhạc đặc biệt nhất mà ở trường Đại học Văn Lang có thể mang đến cho các bạn, đó chính là toàn diện và hướng đến sự toàn cầu. Dạ, em xin được cảm ơn cô. Wow, thật là hấp dẫn đúng không ạ? Đúng không ạ các bạn học sinh ơi? Tiếp theo là một câu hỏi
khi mà theo học nhóm ngành nghệ thuật thì các bạn học sinh sẽ cần những cái yếu tố gì ạ? Dạ em xin mời thầy ạ. Năng khiếu, tình yêu, sự đam mê và ý chí để vượt qua tất cả những cái để đạt được ước mơ của mình. Dạ. Vậy thì cô Yến ơi, không biết là với cô thì cô chia sẻ những cái yếu tố gì mà cần có của một bạn mà muốn học ngành nghệ thuật ạ? Đối với ngành nghệ thuật piano hoặc là thanh nhạc cũng giống như là ngành cũng có những cái đặc điểm rất giống với ngành sân khấu điện ảnh. Đó chính là trước tiên bạn phải có năng khiếu. Bạn phải có năng khiếu và bạn phải có niềm đam mê. Ví dụ như đối với cái ngành thanh nhạc á, thì nó có thêm một cái vài yếu tố nữa. Ví dụ như là bạn sẽ không có những cái hạn chế đặc biệt về hình thể hoặc là giọng hát hoặc là giọng nói. Tại vì điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hiệu quả đào tạo và kể cả cái việc học của bạn. Nhưng mà trên tinh thần là các bạn trước tiên là các bạn phải có năng khiếu. Và kế tiếp đó nữa là các bạn phải có niềm đam mê. Đam mê rất là cháy bỏng. Tại vì trong suốt quá trình học đối với nghệ thuật, đối với ngành nghệ thuật thì chúng ta không chỉ là tập luyện, rèn luyện mà chúng ta còn phải khổ luyện nữa. Và dĩ nhiên rồi, khi mà các bạn bỏ ra những cái công sức, thời gian và tâm huyết như vậy thì cái giá trị nghệ thuật trả lại cho các bạn cũng rất là thiêng liêng và cao cả. Dạ em xin được cảm ơn cô ạ. Vậy thì các bạn học sinh ơi, chúng ta ngoài năng khiếu ra thì để mà học nhóm ngành nghệ thuật thì các bạn cứ hãy dám ước mơ, dám đam mê và dám cố gắng hết mình để thực hiện những đam mê, những ước mơ đó của mình thì chúng ta sẽ thành công, đúng không cô ạ? Dạ, cho cô Như Hải Yến xin được chia sẻ thêm một chút với là những bạn mà đang có một cái niềm đam mê đối với ngành nghệ thuật, âm nhạc hoặc là sân khấu hoặc là piano. Tức là hồi xưa khi cô Yến bước chân vào thi ngành âm nhạc á, là năm cô Yến 18 tuổi. Thì khi đó là cô Yến không hề biết trên cây đàn piano ở đâu là nốt đồ. Vâng ạ, bật mí một chút xíu. Nhưng mà qua quá trình cô Yến học thì học đến 11 năm tốt nghiệp và đi dạy rồi là biểu diễn. Thì bây giờ mình cũng đã có được những kiến thức rất là vững vàng về mặt sư phạm và về mặt biểu diễn. Cũng giống như là ngày hôm nay cô Yến ngồi đây để cô Yến chia sẻ với các bạn những cái gì mà cô Yến đã trải qua. Thì cái bí kíp lớn nhất mà cô Yến có thể là vượt qua được những cái khó khăn để có thể đạt được cái điều mà mình mơ ước, đó chính là hãy tự tin và hãy dám tin vào chính mình. Vâng ạ, đó là cái điều mà các bạn thi vào ngành khối ngành nghệ thuật, các bạn hãy tự tin vào chính mình và hãy luôn luôn có những cái suy nghĩ là chúng ta sẽ hướng đến chân thiện mỹ và đừng bao giờ ngừng hy vọng nếu như mình cảm thấy rằng đó là niềm đam mê cháy bỏng của mình. Và các bạn ơi, thì Trang đang cảm thấy một nguồn năng lượng rất là nhiều đang lan tỏa ra để dành cho các bạn học sinh của chúng ta đang xem chương trình. Dạ, và thầy Sơn và cô Yến ơi, em thấy là các bạn học sinh xem chương trình livestream đã để lại rất là nhiều câu hỏi để mà nhờ thầy cô giải đáp rồi. Và bây giờ thì thầy cô đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, nếu mà thầy cô đã sẵn sàng thì mình sẽ bắt đầu với một câu hỏi đầu tiên. Dạ, bạn hỏi như thế này là làm thế nào để mà mình trở thành một người đạo diễn giỏi ạ? Dạ, câu này em xin được mời thầy ạ. Để trở thành một người đạo diễn điện ảnh và truyền hình giỏi thì đó là mơ ước của tất cả những người làm đạo diễn điện ảnh và truyền hình. Như hồi nãy tôi có nói một chút đến một vấn đề hết sức quan trọng, đó chính là cái khởi thủy của nó là cái tình yêu. Đó là sự đam mê với cái nghề nghiệp đạo diễn của mình, đam mê với sự sáng tạo, với trái tim của mình, với cái đầu của mình, và anh có khát vọng thể hiện nó, khát vọng đưa cái câu chuyện của mình hướng tới nhân văn, khát vọng đưa cái câu chuyện của mình kể một cách thật hiện đại, kể một cách thật hay, kể một cách thật lôi cuốn với khán giả, với người xem. Nhưng đặc biệt là nó phải hướng tới những giá trị nhân văn, hướng tới những vấn đề cơ bản của con người. Khi anh làm được tất cả những điều đó thì anh sẽ trở thành, bắt đầu anh trở thành một cái đạo diễn có thể gọi là giỏi. Mà giỏi hay không, đó chính là những tác phẩm. Ở một người đạo diễn thì cái điều quan trọng nhất là không phải ông ấy tên A, tên B, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tác phẩm của ông là gì, thì đấy là điều quan trọng. Bởi vì cái tác phẩm ấy nó khẳng định cái giá trị của cái người đạo diễn.
và trở lại như vừa nãy tôi nói thì là cái gốc của nó đó chính là tình yêu. Anh tình yêu, anh yêu cái nghề đó, anh yêu cái con đường của mình đi thì chắc chắn là anh sẽ thành công, không ít thì nhiều. Cho nó đơn giản thôi. Ở Sài Gòn của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một cái chị lao công cũng được phong anh hùng lao động. Vì sao? Tại sao có hàng ngàn người cũng quét đường như chị ấy mà không được phong một chiến sĩ thi đua này, phong anh hùng lao động? Bởi vì chị ấy đơn giản là có khát vọng quét sạch cái đoạn đường này của mình. Và chị quét rất kỹ lưỡng, quét rất kỹ lưỡng, nhưng mà chị thấy vẫn chưa sạch. Và lập tức chị nghĩ là có thể do cái chổi. Và thế là chị tìm cách chị để thay thế những cái loại chổi để mà nó có thể vào sâu trong những cái kẽ ở bên trong các thiếu vỉa hè, để chị có hất lên những cái hạt bụi, hất lên những cái rác trong đấy cho nó bung hết tất cả lên. Và khi quét sạch một con đường thì bao giờ cái điều đó cũng khiến cho trái tim của chị ấy ấm áp, chị ấy vui vì chính cái công việc đấy của mình. Và đấy chính là cái thành công của chị ấy, đấy chính là cái con đường với cái tình yêu của chị ấy. Chị ấy làm đến tận cùng con đường ấy và người ta buộc phải thừa nhận. Và trong điện ảnh thì rất nhiều các đạo diễn hỏi, nhưng mà ý tôi đang muốn nói rằng là anh ấy đi chuyên sâu vào bằng cái tình yêu. Tôi nói thí dụ như là tất cả các bạn học sinh thì đều biết đến anh hùng Hồ giáo, mà ông thấy hai lần anh hùng, mà anh hùng Hồ giáo công việc chính của ông là gì? Ông chăn bò, ông chỉ nuôi bò thôi. Nhưng mà suốt một đời ông ấy đi theo cái công việc chăn bò của mình. Ông rất yêu những con bò của ông ấy, và ông ấy chăm sóc chúng, thậm chí ông biết rằng cỏ nên trồng ở chỗ nào, loại cỏ gì cho nó tốt và cắt như thế nào cho nó ăn vào lúc nào cho nó phải. Tôi nói ví dụ như tôi đã chứng kiến là khi ông ấy đi rời khỏi cái đàn bò khoảng hai một tuần lễ sau khi ông trở về, tôi được chứng kiến cả cái lũ bò ấy nó reo lên như cái tiếng vang lên ở trong cái chuồng này chuồng kia khi ông ấy trở về, như một cái người thân yêu của nó trở về vậy. Và tôi có những cái đoạn phim mà khi ông cho cỏ, có những con bò ăn nó hờn dỗi với ông, không thèm ăn, nó dỗi nó như con người á, và ông phải vỗ về nó, ông chăm sóc nó, rồi bắt đầu nó quay trở lại ông đưa vào đầu nó ăn cỏ. Chỉ từ cái bài học của Hồ giáo, từ cái bài học của chị quét rác, trở lại cho cái nghề đạo diễn của chúng tôi một cái bài học gì, đó là phải yêu cái công việc của mình, phải yêu cái nghề sáng tạo của mình. Khi anh càng yêu nó, anh càng đam mê vào nó thì anh sẽ có rất nhiều các thành công từ cái sáng tạo, từ cái tình yêu ấy, từ cái đam mê ấy, cái gốc khởi thủy của nó, anh sẽ thành công. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Vậy thì nghệ thuật sẽ chỉ thành công khi mà kết nối được từ trái tim đến trái tim, đúng không ạ? Đúng vậy, đúng vậy. Dạ, em xin được cảm ơn thầy. Dạ, và em thấy một câu hỏi tiếp theo của một bạn sinh viên dành cho cô Yến ạ. Dạ cô ơi, có rất nhiều bạn muốn biết thông tin về chương trình học ngành thanh nhạc cũng như là cơ hội việc làm của ngành này ạ. Như Hải Yến xin được trả lời hai câu hỏi của các bạn. Trước tiên là về chương trình đào tạo, thì để các bạn có thể hoàn thành được cái bậc đại học của ngành thanh nhạc trường khoa nghệ thuật ứng dụng của trường Đại học Văn Lang thì các bạn phải hoàn thành những cái kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành, bên cạnh đó là những kiến thức về chuyên môn từ khối lượng là từ 123 đến 129 chỉ. Còn cái vấn đề thứ hai cũng là một cái vấn đề mà rất 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 nhiều bạn trẻ và bên cạnh đó là rất rất nhiều phụ huynh rất quan tâm, đó chính là học xong cơ hội việc làm như thế nào. Thì như Hải Yến chia sẻ với các bạn như thế này này. Đối với riêng ngành thanh nhạc, chúng ta học xong là chúng ta nghiễm nhiên là chúng ta sẽ hát được rồi. Chúng ta có thể biểu diễn, chúng ta có thể trở thành ca sĩ rồi, đúng không? Các cái chương trình biểu diễn. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta có thể trở thành biên tập viên, có thể trở thành nhà sản xuất. Chúng ta làm rất là nhiều việc. Nhưng hiện nay có một công việc đang rất hot mà cái số lượng cần đang rất là thiếu trầm trọng. Đó chính là trở thành một giáo viên âm nhạc. Theo như cái nhu cầu mà cần tuyển dụng hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến năm 2022 là đối với bậc trung học phổ thông, trung học cơ sở là cần đến là hơn 23.000 giáo viên, 23.703 giáo viên. Rồi đối với bậc phổ thông, trung học phổ thông thì cần đến là 10.098 giáo viên. Đó là chưa kể cái số lượng mà đang cần và chưa biên chế được ở các trường trung học phổ thông ở đây hiện nay là 2.800 trường vẫn chưa có giáo viên về nghệ thuật, về âm nhạc hoặc là mỹ thuật. Thì
Mà trong khi đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì theo cái luật của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định là tất cả các cái giáo viên dạy âm nhạc từ bậc tiểu học này đến bậc trung học này và bậc trung học cơ sở và cả trung học phổ thông nữa là tất cả các giáo viên phải đạt chuẩn tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên. Cho nên là các em hãy rất rất là yên tâm nha. Bộ Giáo dục đang gọi là báo động đó. Báo động là đến năm 2022 là chúng ta đang thiếu rất nhiều giáo viên. Cho nên các em vào đây các em chỉ cần nè, chúng ta phải đam mê với cái lựa chọn của mình. Mình cố gắng mình học thật là chăm chỉ. Rồi mình cố gắng trau dồi thật là nhiều kiến thức. Không chỉ là kiến thức chuyên ngành là cái chúng ta cần phải học rồi, mà chúng ta cần phải trau dồi thêm nhiều kiến thức và nhiều kỹ năng nữa. Thì chắc chắn cơ hội việc làm đang chào đón chúng ta rất rất là nhiều ha. Tôi có thể bổ sung thêm một chút xíu cho cái việc là trở thành một cái đạo diễn rồi. Dạ. Một cái phần nữa quan trọng đối với cái người đạo diễn đó có nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm trước cái nhân dân của mình, trước cái cuộc sống của những người chung quanh mình. Có nghĩa là anh ta, tóm lại là anh ta phải biết yêu cái cuộc sống này, biết yêu cuộc sống là biết yêu thương con người, và đặc biệt là phải có cái sự nhạy cảm để có thể cảm nhận được những khổ đau của con người. Bởi vì suy cho cùng thì cái bản chất của nghệ thuật là phụng sự cái nỗi khổ đau của con người, phụng sự cái đẹp và hướng đến cái chân thiện mỹ. Thế thì một trong những cái điều rất quan trọng của đạo diễn đó là yêu cái cuộc sống, và cuộc sống đó chính là cái nguồn lớn nhất cho cái việc sáng tác của anh ta, cho cái việc sáng tạo của anh ta. Và cái điều nữa quan trọng trong cuộc sống đó chính là phát hiện ra cái đẹp, biết tìm ra cái đẹp ở trong tâm hồn của con người, ở trong tính cách của các cái nhân vật. Rồi thứ một cái điều nữa quan trọng nữa, rất nhiều nữa, đó là anh phải đọc nhiều. Các bạn còn rất trẻ, để muốn có một kiến thức thì thực ra cái người đạo diễn đó là phải có rất nhiều kinh nghiệm sống để anh có thể đưa vào tác phẩm. Nhưng mà khi chúng ta còn quá trẻ, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thì các bạn phải đọc nhiều. Các bạn phải đọc tiểu thuyết, các bạn phải đọc sách, đọc truyện ngắn, các bạn phải xem nhiều phim, phim Việt Nam và phim nước ngoài, phải xem nhiều phim. Tức là tóm lại các bạn phải tập hợp cho mình rất nhiều các cái thông tin. Các thông tin ấy sẽ khiến cho bạn trưởng thành, và đấy chính là những trải nghiệm rất quan trọng. Nhiều khi trong cuộc đời của bạn chưa trải nghiệm, nhưng ở một tiểu thuyết nào đó, ở một chuyện ngắn nào đó, nó mách cho bạn biết những cái trải nghiệm này, trải nghiệm kia, để bạn dần dần bạn sẽ có bản lĩnh hơn, để mà bạn hướng tới cái con đường đạo diễn, hoặc sau này bạn sẽ trở thành một cái đạo diễn rồi. Và đặc biệt bạn phải có tư duy hình, cái khả năng tưởng tượng đặc biệt của người đạo diễn đó là tư duy hình. Những hình ảnh phải có trong đầu của bạn. Bạn muốn kể một cái bộ phim, bạn muốn làm một phim gì, những hình ảnh ấy nó phải được ở trong đầu của bạn. Và người ta gọi đấy là cái tư duy hình. Đó là một điều rất quan trọng trong cái sáng tạo của một cái người đạo diễn điện ảnh. Dạ. Nếu như vậy thì đúng là thật sự bản thân Yến cũng cảm thấy rất rất khó đó. Dạ. Em thấy rất khó thầy ạ. Dạ, và đòi hỏi rất rất là nhiều. Rất là nhiều những cái hiểu biết. Nhưng nó sẽ không khó. Khi họ có tình yêu rồi họ sẽ vượt qua tất cả. Nó sẽ vượt qua, từ từ nó sẽ vượt qua. Dạ, dạ. Chỉ cần có tình yêu thì điều kỳ diệu nó sẽ xuất hiện. Đúng rồi bạn, nó sẽ vượt qua hết. Chỉ cần có tình yêu, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Đúng rồi. Dạ, sau khi mà thầy cô tư vấn thì em nhận thấy là có rất là nhiều các bạn đã để lại rất là nhiều bình luận rất là đáng yêu. Chẳng hạn như là bạn Kim Tuyền bình luận là cô Yến mãi đỉnh. Dạ. Cô cảm ơn bạn nha. Và cũng như là bạn Trân Nguyễn bình luận là con là fan của thầy Sơn ạ. Rất là dễ thương đúng không ạ? Và các bạn ơi, các bạn hãy nhiệt tình thả tim cho thầy cô của chúng ta và đặt thêm nhiều câu hỏi nữa nha. Và tiếp theo là cũng là một câu hỏi. Nếu mà ngoại hình của em không nổi bật thì em có thể theo học nhóm ngành nghệ thuật hay không? Dạ. Đây tôi không, âm nhạc sẽ để dành cho cô Yến. Nhưng mà nếu bạn nói là ngoại hình của bạn không nổi bật thì bạn ấy có thể học nghệ thuật được không? Tôi thí dụ bạn học diễn viên hoặc bạn học đạo diễn điện ảnh. Nhưng mà thí dụ như bạn thấy là ngoại hình của bạn ấy nó quá nhiều khiếm khuyết thì bạn có thể học đạo diễn. Nhưng mà trước khi nói cái chuyện này thì tôi nói rằng có rất nhiều những cái diễn viên của chúng ta hình thể không có cao to lắm. Dạ đúng rồi. Họ rất thấp. Thí dụ như bây giờ các bạn thấy
Các bạn nghĩ gì về về nữ diễn viên nghệ sĩ Việt Hương của chúng ta? Chị ấy đâu có cao đâu, nhưng mà chị có một cái lực hút khán giả kinh khủng. Khán giả rất thích cô chị ấy, chị rất có duyên. À, rất nhiều các cái diễn, nữ diễn viên khác cũng vậy. Hay tôi nói nhiều nam diễn viên như anh Thành Lộc. Thành Lộc hình như anh cao mét sáu mấy à? Anh đâu có cao lắm đâu. Nhưng mà tại sao lúc sau này vào khoảng bắt đầu từ cái sáu cái tầm 25 tuổi trở lên, sau này anh đóng rất nhiều các vai chính. Mà cái chiều cao của anh hình như có khoảng mét sáu, sáu bảy, sáu sáu, sáu bảy tôi nhớ không lầm. Anh đóng rất nhiều các vai chính và khán giả cực kỳ yêu thích anh, đam mê anh ấy. Anh đâu có to cao lắm đâu, và Thành Lộc đâu có phải đẹp trai người người như là một siêu mẫu hết đi, không phải. Không phải. Cho nên là các bạn mà có những khiếm khuyết về hình thể thì xin các bạn đừng có băn khoăn điều đấy. Chúng ta biết rằng chúng ta đã có hàng trăm những các diễn viên họ thành danh bởi những vai phụ, những cái vai thứ. Thường thì các bạn phải thông cảm là ở trong một cái tác phẩm thì cái nào yêu kép thương các cụ dạy rồi, thì cái cặp này nó phải đẹp, cặp này nó phải, nhưng bên cạnh cái cặp này có biết bao nhiêu chuyện. Tự nhiên tôi chợt nhớ đến là nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam, mẹ của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Bà ấy chỉ đóng các vai phụ thôi, trên sân khấu thôi, nhưng khi bà bước ra là bà hớp hết hồn của khán giả. Đến mức mà bà diễn mà khán giả người ta quên luôn nhân vật chính, người ta bị hút bởi cách diễn của bà Bảy Nam. Chính tôi cũng là một cái đạo diễn mà cũng là một cái diễn viên mà khi tôi đi coi, tôi có bị cái lực hút của bà lên sân khấu. Đó có những người diễn viên họ rất giỏi. Hoặc thí dụ như chúng ta rất nhiều những cái diễn viên phụ khác, ví dụ như anh Hồ Kiểm, nghệ sĩ Hồ Kiểm, thì chú Hồ Kiểm cao có 1m60 thôi, chú đâu có cao lắm đâu. Hay là nghệ sĩ Mai Thành, hay là nghệ sĩ Hữu Thành, rất nhiều các nghệ sĩ khác mà bây giờ trên truyền hình, và rất nhiều các cái diễn viên họ đóng các vai phụ nhưng mà đóng rất xuất sắc. Và khán giả rất thích họ, khán giả rất mê họ. Và thực ra họ không có đẹp rực rỡ như là các ngôi sao hay các gì, nhưng mà các tác phẩm người ta cần đến họ. Không phải cuộc sống ai cũng đẹp đâu, không phải. Có rất nhiều người này người kia và họ sẽ có rất nhiều các cái dạng vai đa dạng để cho họ, miễn là họ có dám đi theo đến cùng con đường của mình không. Dạ đúng. Bằng cái tình yêu có đi đến cùng không? Còn nếu đi đến cùng thì thế nào bạn ấy cũng sẽ trở thành một cái gì đấy rồi. Tôi nhớ trong cái văn hóa Việt có một cái câu rất hay là gì? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Khi anh xác định một con đường rồi, một cái nghề rồi, anh đi theo mãi nó đi, anh sẽ tinh thông thì chắc chắn cái giá trị của anh sẽ được hưởng từ chính cái thành quả lao động ấy. Từ cái thành quả mà đi theo một cái con đường đến tận cùng, chắc chắn anh sẽ giỏi à. Tôi nói với một cái người sửa xe Honda, anh sửa xe Honda từ lúc 20 tuổi. 25 tuổi, 5 năm sau thì chăm chút vào sửa xe. Nhưng cái quan trọng của chỗ sửa xe thì anh phải có sự sáng tạo. Anh phải có sự sáng tạo, anh phải có sự học hỏi, rồi dần dần anh sẽ khá lên, dần dần anh sẽ khá lên. Và chắc chắn là cái con đường đấy sẽ mang lại cho anh những cái thành quả, những thành công. Và đấy chính là giá trị của anh, giá trị của anh. Vậy em không biết với cô thì quan điểm của cô về cái câu hỏi này của bạn như thế nào ạ? Trước tiên á, Yến rất là cảm động bởi cái câu hỏi này của bạn. Tại vì Yến có thể hiểu được bạn theo dõi cái live stream này, mặc dù bạn biết được rằng là mình có cái ngoại hình nó không quá nổi bật, nhưng mà bạn vẫn theo dõi, rồi bạn vẫn đặt câu hỏi cho cô. Thì trước tiên là Yến cảm thấy rằng là trong lòng bạn và trong trái tim bạn có tình yêu, có tình yêu đối với cái điều mà bạn đang hướng đến. Thì Yến không biết là bạn đang bị chưa nổi bật vì ngoại hình của mình ở điểm nào. Thì thời gian ở trên này nó hạn chế, cho nên là Yến sẽ đọc cái số điện thoại của Yến để cho bạn MC tí nữa sẽ gửi riêng inbox riêng cho bạn. Bạn có thể nhắn tin vào và bạn nói rằng là em là người đã hỏi câu hỏi đó cho cô. Thì Yến có thể với cái sự hiểu biết của mình, Yến sẽ có những cái tư vấn nó phù hợp. Tại vì biết đâu bạn đâu có đến mức gì đâu, nhưng mà tự nhiên bạn cảm thấy rằng là mình quá khiêm nhường, mình quá khiêm tốn. Bạn nói như vậy thì vô tình tự nhiên cô thấy ồ, rất là happy mà, rất là hạnh phúc, rất là dễ thương mà, tại sao lại nghĩ như vậy, đúng không? Rồi
Đó là câu hỏi đối với bạn. Còn về phần thứ hai nữa thì Yến xin nhắc lại với các bạn một điều rằng là ngoại trừ những cái trường hợp mà nó ảnh hưởng quá trực tiếp đến cái ngành nghề mình chọn, ví dụ như là đối với thanh nhạc này, là các bạn cái dây thanh đới nó có một cái vấn đề gì đó nó quá lớn đi, rồi ví dụ như là đối với ngành piano thì điều quan trọng nhất là cái bàn tay của mình đó, thấy chưa, mà nó có cái vấn đề gì mà nó liên quan đến trực tiếp. Nhưng mà các bạn biết không, cô kể cho các bạn nghe một chuyện, đó chính là hiện nay cô đang luyện thi cho một cái bạn nam đó, bạn nó quê ở miền Trung, mà những lúc mà bạn nói là nó cứ bị gấp, dạ, có một cái tiếng nó bị thừa trong cái những câu nói của bạn, nhưng khi bạn hát thì lại không nha. Khi bạn hát thì cái tiếng đó nó cô nghe nó không có, nhưng mà khi bạn nói thì lâu lâu nó lại có. Thì cô thật sự mà nói rằng là nếu như những người bình thường người ta có cái gọi là trời cho được 10 điểm thì những cái bạn đó để đạt được 10 điểm mình phải cố gắng gấp 5, gấp 7 lần. Và bây giờ giống như hồi nãy thầy Sơn vừa mới nói, đó chính là điều quan trọng nhất là bạn có dám đi đến tận cùng sự lựa chọn của mình hay không. Nếu như bạn thật sự bạn muốn, bạn hãy inbox với Thiên Trang MC và sau đó bạn hãy liên hệ trực tiếp với cô đang dạy ở khoa nghệ thuật ứng dụng của trường Đại học Văn Lang, cô là cô Như Hải Yến ha. Cô sẽ có một sự ưu ái đặc biệt cho bạn. Wow, em xin được cảm ơn cô cũng như là cảm ơn sự nhiệt tình của cô dành cho chương trình cũng như là dành cho bạn. Và em thấy các bạn cũng là đang quan tâm đến việc ôn thi năng khiếu rất là nhiều. Đầu tiên là có một bạn là bạn Cẩm Tú có hỏi là năng khiếu điện ảnh có cần ôn thi trước không ạ? Dạ. Có em, có. Nhưng mà cái năng khiếu điện ảnh bây giờ bạn thi vào khoa nào? Bạn thi vào môn nào? Diễn viên hay đạo diễn? Cả hai cái này đều phải có ôn thi. Nên có sự luyện thi thiêu. Ở diễn viên thì người ta cũng yêu cầu anh hãy viết một cái bài nhận xét. Mình không nói là phân tích, một cái bài nhận xét về cái bộ phim nào đó mà anh thích, mà bạn thích. Và khi anh đã thi diễn viên thì đặc biệt anh cái viết của anh về khuynh hướng cái nhân vật. Cái nhân vật mà anh thích, cái nhân vật mà anh đeo đuổi, cái nhân vật mà anh theo cùng. Còn khi thi đạo diễn thì anh cũng phải viết một cái bài. Những cái bài của anh thi đạo diễn thì nó chuyển sang cái khả năng phân tích nhiều hơn. Anh phải đi chuyên sâu vào cái bộ phim đó, câu chuyện phim đó, cái nhân vật đó, hệ thống nhân vật đó, cái cốt truyện đó, rồi cái thông điệp bộ phim mang đến gì cho khán giả, cái chủ đề tư tưởng các thứ của nó là gì, và anh thích cái gì trong bộ phim này, tại sao anh không thích cái gì trong bộ phim này, tại sao, vân vân. Thế thì tóm lại những cái đấy đó chính là một cái phần luyện thi. Luyện thi rất quan trọng đối với thi điện ảnh. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và có một câu hỏi về ngành piano cũng như là thanh nhạc. Dạ, bạn hỏi như thế này là trường có tổ chức ôn thi năng khiếu âm nhạc hay không? Rất là vui khi các bạn hỏi câu này, tại vì các bạn sẽ rất là may mắn. Khoa nghệ thuật ứng dụng của trường Đại học Văn Lang có chương trình luyện thi miễn phí cho tất cả các bạn học sinh muốn thi vào ngành piano và thi vào ngành thanh nhạc của khoa nghệ thuật ứng dụng ha. Và để có thể được luyện thi miễn phí từ chính các thầy cô đang giảng dạy ở khoa nghệ thuật ứng dụng của trường Đại học Văn Lang thì các bạn cứ liên hệ với phòng tuyển sinh và truyền thông, thì sau đó các bạn sẽ được sắp xếp lịch và thời gian để mình luyện thi nhé. Vậy là các bạn ơi, các bạn có nhu cầu về luyện thi thì các bạn cứ liên hệ với phòng tuyển sinh, đúng không cô? Đúng phòng rồi. Tuyển sinh và truyền thông thì phòng tuyển sinh và truyền thông sẽ gửi thông tin về khoa cho các bạn. Đúng thì rồi. Các bạn sẽ liên hệ lên đó để mà mình đăng ký mình luyện thi. Bật mí một chút xíu nha, cô Yến cũng nằm trong ban luyện thi đó. Thật là thích quá nha. Và có một câu hỏi dành cho thầy Sơn ạ. Bạn hỏi như thế này là học ở Văn Lang thì tụi em có nhiều cơ hội để làm phim hay không? Hay là em chỉ được học lý thuyết nhiều thôi ạ? Đại học sân khấu điện ảnh và truyền hình Văn Lang thì khi mà chúng tôi thành lập khoa thì có một vấn đề được đặt ra đối với chúng tôi là phải cố gắng tạo ra một cái sự khác biệt với một số trường đang đào tạo trong đất nước của chúng ta. Thế thì một trong cái khác biệt của trường Văn Lang đối với các sinh viên đó là luôn luôn làm bài tập, luôn luôn làm bài tập làm phim.
còn lý thuyết chỉ có soi dọi vào nó, nhưng mà rồi cái từ những bài tập ấy nó lại ngược trở lại, dội ngược trở lại lý thuyết, nó tạo thành một cái mối quan hệ đặc biệt với nhau. Nhưng cái quan trọng nhất học hành, thì cái hành hiện nay rất là quan trọng. Học và tập thì cái tập hiện nay cũng rất là quan trọng. Cho nên làm phim là luôn luôn, học đạo diễn là luôn luôn phải làm phim bài tập. Và luôn luôn làm phim bài tập. Nó giống như là một cái con dao ạ. Diễn viên thì cũng phải luôn luôn làm bài tập, luôn luôn đóng vai này, luôn luôn đóng vai kia trong các tiểu phẩm của mình. Đạo diễn thì cũng phải luôn luôn viết kịch bản này, luôn luôn làm phim kia. Thì nó giống như con dao mà nan mài. Hôm nay những người diễn viên đóng cái vai A giống như anh Mài như này, ngày mai anh đóng cái vai B giống như anh Mài như này, ngày mốt anh đóng vai C giống như anh Mài. Và anh Mài giết con dao của anh nó rất bén. Bén đó là gì? Bén đó là cái nhạy cảm của anh nó sẽ bén, cái tư duy của anh nó sẽ bén, nhận thức của anh nó sẽ bén. Và đạo diễn cũng vậy. Anh làm phim này nhỏ nhỏ này xong, anh có rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều những hiểu biết từ chính cái bộ phim là sẽ dạy dỗ anh đến phim thứ hai, đến phim thứ ba. Và anh càng làm nhiều thì anh sẽ càng vỡ ra rất nhiều các bài học. Và từ đấy cái lý thuyết anh sẽ tìm thấy những vấn đề cơ bản ở trong lý thuyết, và lý thuyết sẽ soi dọi cho anh rất nhiều thứ. Có nghĩa là học và hành, thực và tập, nó rất quan trọng với nhau. Và tôi nghĩ rằng đấy là một trong những cái phần khác biệt mà Văn Lang muốn tạo lên trong cái đào tạo về điện ảnh, diễn viên và đạo diễn. Dạ, vậy thì Văn Lang mình có điểm nổi bật là mình sẽ chú trọng học đi đôi với hành, đúng không thầy? Dạ. Một câu hỏi tiếp theo là câu hỏi dành cho cô Yến ạ. Bạn hỏi như thế này ạ, em sẽ được học thể loại âm nhạc nào khi mà theo học tại trường, và em phải học hết các thể loại hay là em sẽ được chọn ạ? Cô xin trả lời cho bạn. Hiện nay ở trong khoa nghệ thuật ứng dụng ngành thanh nhạc thì các bạn sẽ được học thể loại thính phòng, nếu như mà bạn phù hợp với điều đó. Và các bạn sẽ được học nhạc nhẹ, jazz, pop rock ha. Và một điều rất là đặc biệt ở khoa, ở tổ thanh nhạc, ở khoa nghệ thuật ứng dụng, đó chính là ví dụ như lúc đầu bạn vô, bạn cảm thấy là bạn thích học nhạc nhẹ, jazz, pop rock, nhưng mà sau một quá trình học bạn cảm thấy rằng là em cảm thấy em thích thính phòng hơn, thì ok, bạn vẫn có thể được chuyển qua, và khoa sẽ rất là tạo điều kiện cho các bạn ha. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Và lại là tiếp là một câu hỏi dành cho cô. Dạ, là ngành piano nếu mà em không có điều kiện mua đàn thì em có theo học được hay không? Một cái câu hỏi này thì các bạn biết không, đối với ngành piano á, thì cái mức độ tập luyện trong một ngày á, cũng giống như thanh nhạc vậy, rất rất là nhiều thời gian, và cụ thể là tầm khoảng từ 5 đến 8 tiếng đồng hồ. Nếu như mà các bạn gọi là chăm chỉ luyện tập trong quá trình 4 năm học, để sau này mình có thể trở thành một pianist rất là điêu luyện và biểu diễn rất là hay và rất là thuần thục các cái kỹ thuật. Nếu như mà không có đàn piano thì sẽ rất là khó. Và theo như Hải Yến được biết á, thì hiện nay cái giá trị của một cái đàn piano, nếu như bạn không có điều kiện để mình có thể sắm cho mình một cái đàn piano cơ, thì bạn có thể sắm một cái đàn piano điện, giá của nó cũng dao động tầm khoảng từ là trong vòng là 9-10 triệu cho đến là mấy mươi triệu. Thì nó cũng là ý nghĩa, cái con số này thì nó cũng có rất là nhiều cách để cho mình có thể là xoay sở và mình có thể là mua được để học. Tại vì bây giờ mình mỗi ngày mình tập quá nhiều thời gian như vậy, nhưng mà mình đi thuê đàn này, hoặc là mình tranh thủ những lúc mình học ở trường mà phòng trống thì mình xin tập thêm, thì nó sẽ rất là bất tiện cho bạn. Cho nên cái vấn đề mà cần phải có piano để học đối với chuyên ngành piano là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Dạ. Và cái điều đó ý nghĩa là nó không quá khó đâu. Nếu như là mình không có những cái cây đàn nó cao hơn thì mình có thể là một cây piano điện trong vòng là cái giá trị nó vừa phải. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Và thầy ơi, em thấy có một câu hỏi dành cho thầy. Dạ, câu hỏi như thế này ạ. Thầy ơi, em thi năng khiếu cho ngành diễn viên thì em sẽ thi gì ạ? Ở trong cái ngành diễn viên để thi vào trường thì nó có hai vòng. Vòng sơ tuyển và vòng trung tuyển. Thế thì ở vòng sơ tuyển ấy thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn
hát một bài hoặc một đoạn, hoặc là bạn đọc một đoạn thơ hoặc ngâm một bài thơ, hoặc bạn biểu diễn bất cứ một cái tài gì đó để cho chúng tôi coi. Thực ra khi coi như vậy thì chúng tôi không phải như cố yến để tuyển bạn vào khoa thanh nhạc, nhưng chúng tôi coi xem bạn thể hiện bài hát ấy như thế nào. Bạn thể hiện cái bên trong tình yêu của bạn, tình cảm của bạn qua cái nội dung của bài hát này là bạn biểu cảm như thế nào qua cái bài hát đó. Rồi cái thứ nữa là bạn phải nộp cho chúng tôi mấy cái bức ảnh, ảnh chân dung của bạn, một cái ảnh một cái chung từ thắt lưng trở lên, và một cái toàn cảnh nguyên người của bạn. Rồi sau đó là bạn coi một bộ phim mà bạn phải viết cho chúng tôi, một cái bộ phim mà bạn yêu thích, mà bạn yêu thích cái nhân vật đó. Thế khi bạn viết như vậy thì chúng tôi sẽ một phần nào biết bạn là ai, biết bạn thế nào về mặt nhận thức của bạn, về xã hội, về tất cả. Thì đấy là cái sơ tuyển. Thì chúng tôi sẽ thông báo sớm cho bạn biết là bạn trúng cái tuyển đấy, và ngay sau đó thì bạn sẽ thi trung tuyển. Khi trung tuyển thì bạn sẽ có một buổi xem phim chung với lớp đạo diễn, xem một cái bộ phim do trường đưa ra, do khoa đưa ra, và bạn sẽ có khoảng 3 tiếng đồng hồ bạn viết bài ngay tại chỗ. Bạn sẽ viết bài ngay tại chỗ. Đương nhiên bạn là diễn viên thì bạn sẽ viết khác. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải trở thành một nhà lý luận phê bình, một nhà không. Bạn hãy viết theo cái mà bạn thích, bạn mong muốn, cái mà bạn cảm nhận. Rồi sau đó là bạn, đặc biệt bạn phải tự trình diễn một tiểu phẩm do bạn tự chọn. Bạn nghĩ ra tiểu phẩm độ 5 phút cho đến không quá 7 phút, ngắn gọn hết thôi. Còn nếu cái tiểu phẩm của bạn mà nó chưa tốt, chưa hay, thì có thể ban giám khảo sẽ ngưng lại và họ sẽ ra một cái tiểu phẩm cho bạn, và bạn sẽ phải diễn theo ý kiến của ban giám khảo. Thì ban giám khảo sẽ đánh giá. Hoặc trong khi diễn thì ban giám khảo có thể sẽ chất vấn bạn, hỏi bạn để xem gì, cái độ nhạy cảm độ nhạy cảm trong tư duy của bạn, trong cái tình cảm của bạn, trong cái cảm xúc bên sâu, cái chiều sâu trong tâm hồn ở bên trong của bạn. Tôi muốn xem cái thế giới nội tâm của bạn nó được trình bày ra như thế nào. Thì các giám khảo thường có những phương pháp như vậy. Nhưng nếu bạn vượt qua được tất cả những cái thì rất là tốt. Thì nói thế thôi. Nhưng mà chúng tôi không đến mức khó khăn lắm. Khó khăn lắm. Chúng tôi vẫn tìm cách nào đó để mà các bạn bộc lộ những cái giỏi của các bạn, bộc lộ cái tài năng của các bạn, bộc lộ cái năng khiếu của các bạn. Đấy là nhiệm vụ của chúng tôi, để giang tay đón các bạn vào khoa. Dạ, xin được cảm ơn thầy ạ. Và em thấy bạn Đăng Quân có hỏi một câu là cho em hỏi thêm về việc chọn tác phẩm thi thanh nhạc ạ. Em xin mời cô. Về việc chọn tác phẩm để thi thanh nhạc á, thì các bạn đã chọn cho cô một bài hát tiếng Việt, một bài hát tiếng Anh, và để cái bài hát của các bạn á, nó đạt chuẩn cái đầu vào của khoa nghệ thuật ứng dụng trường Đại học Văn Lang á, thì các bạn có thể là liên hệ với phòng tuyển sinh và truyền thông để có một cái contact mình liên hệ với là khoa nghệ thuật ứng dụng á, để các thầy cô là những người sẽ hướng dẫn cho các bạn mình sẽ chọn những tác phẩm này thì nó sẽ phù hợp với cái chương trình thi của trường. Tránh trường hợp chúng ta rất là nhiệt huyết với bài hát của chúng ta nhưng mà khi thi vào thì nó lại sai mất rồi. Cho nên là một tác phẩm Việt Nam, một tác phẩm nước ngoài, tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp hoặc là tiếng Trung, nói chung là bạn phải lựa chọn những cái tác phẩm làm sao đó để mình thể hiện được cái năng lực hát của mình ha. Và bên cạnh đó nữa thì cô cung cấp thêm cho các bạn những cái thông tin, đó là các bạn phải có thi thêm cái phần kiến thức, đó chính là ký xướng âm và tiết tấu ha. Về phần này thì nếu như các bạn mà chúng ta chưa có quen hoặc chưa có biết thì các bạn cứ liên hệ với trường và khoa nghệ thuật ứng dụng sẽ luyện thi cho các bạn miễn phí. Dạ em xin được cảm ơn cô. Dạ là vậy là mình phải chọn cái bài hát thứ nhất là phù hợp với thể lệ của trường, của cuộc thi đưa ra. Đúng rồi. Dạ, và cái mức độ nữa. Dạ, và thứ hai là phải phù hợp với lại bản thân của mình nữa, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thì cho nên là cô mới nói rằng là các bạn á, là
những cái thế hệ sau này rất là may mắn. Tại vì cái hồi mà cô đi thi là cô thích bài gì cái cô hát bài đó. Mà cũng may là cô vô cái mấy thầy giống như thầy Sơn đây này, nhìn thấy à đây là một cái mầm tương lai cũng rất là triển vọng, cho nên là được được. Giống như các bạn bây giờ là rất có điều kiện, rất có điều kiện và rất là tốt. Cho nên là mình hãy tận dụng điều đó nhé, sau khi mình đã chọn xong bài hát rồi ha. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. À, dạ, và tiếp theo lại là một câu hỏi dành cho thầy ạ. Dạ. Dạ, bạn hỏi là cho em hỏi là em có thể diễn hài độc thoại cho kỳ thi diễn viên hay không ạ? À? Độc gì? Độc thoại ạ, hài độc thoại. Ok, được chứ, được, được. Bạn có thể làm một cái đoạn độc thoại. Độc thoại có thể bạn tự viết, độc thoại có thể bạn lấy trong một đoạn kịch nào đó, ok. Rất là bravo, ủng hộ. Bởi vì cái đoạn độc thoại sẽ rất là hay. Đoạn độc thoại có khi nó còn bộc lộ còn có thể là nhiều khả năng, nó còn hơn một cái bài thơ nữa. Để mà chúng tôi cảm nhận được bạn, ok, ok. Em thấy nó rất là khó hơn những cái diễn khác nữa hả? Đúng là chị cũng nghĩ như vậy. Độc thoại là khó lắm đó. Vì thường ra trong độc thoại trong các kịch cổ điển thì rất nhiều. Đặc biệt trong kịch của Shakespeare, của Cockney, của Molière, của Svetlov, vân vân, thì cái độc thoại là khá nhiều. Và độc thoại rất là khó, độc thoại rất khó diễn. Mà độc thoại rất là hay, mà hay lắm. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Và trở lại là một câu hỏi dành cho cô ạ. Bạn hỏi là piano mình học á, thì có phải chia chuyên ngành hay không vậy cô? Và là cái ngành piano khi mà bạn vào học thì có phải chia chuyên ngành gì nữa hay không? Hay là mình chỉ học như vậy thôi ạ? Piano thì cũng giống như thanh nhạc vậy các bạn. Thì nếu như các bạn muốn theo cổ điển thì các bạn vẫn có thể theo cổ điển. Các bạn cảm thấy rằng là mình hứng thú hơn, đam mê hơn với các cái style mới, trẻ trung năng động hơn của J-pop, rock rồi các cái, thì các bạn vẫn được tạo điều kiện. Ở đây khoa nghệ thuật ứng dụng của trường Đại học Văn Lang thì các bạn nghe cái tên thôi là các bạn thấy là nghệ thuật ứng dụng, tức là những cái gì mà nó gần gũi nhất với cuộc sống, những cái gì mà nó tốt nhất và dễ dàng nhất thì sẽ được khoa nghệ thuật ứng dụng đào tạo cho các bạn nhé. Wow, em xin được cảm ơn cô ạ. Và em vừa nhận được một câu hỏi nữa là cho em hỏi ở Văn Lang thì có cuộc thi làm phim cho sinh viên hay không? Và em sẽ được học với các thầy cô nào khi mà học ngành đạo diễn ạ? Văn Lang năm vừa rồi là đã có một cái cuộc thi, một cái cuộc thi làm phim. Xin lỗi, xin lỗi. Đây bị nước mưa. Văn Lang thì vừa rồi là có một cuộc thi làm phim, đã huy động được tất cả vào khoảng hơn 700 sinh viên trong toàn trường. Ngoài khoa sân khấu của điện ảnh thì hơn 700 các em tất cả các khoa khác tham gia vào. Và chúng tôi trong khoa thì chấm có tới 57 kịch bản. Các em tự viết trong trường có 57 kịch bản. Con số lớn nhỉ. 57 kịch bản. Và 57 kịch bản đó thì nhà trường đã làm một cái giấy rất là trân trọng xác nhận việc các em tham dự ra thi vào cái cuộc liên hoan phim Văn Lang. Rồi sau đó ở cái vòng trong thì các em ấy có tới 19 phim vào chung kết. Sau đó sản xuất phim, nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí, còn một phần thì các em ấy đi tìm các nơi đầu tư, đi tìm các cái nhà đầu tư, đi tìm các thứ, và có những bộ phim thì các em có gửi một chút các em mới làm, các em quay bằng điện thoại, và có những bộ phim không tốn bao nhiêu tiền cả, nhưng mà nhà trường thì có hỗ trợ chi phí. Tôi nhớ là hồi đó là hình như là hỗ trợ chi phí mấy triệu cho một bộ phim để mà sản xuất, thì nhà trường có hỗ trợ. Và có một cuộc thi đã tổ chức rất hoành tráng, cuộc thi công bố giải rất hoành tráng, nhất nhì ba rồi khuyến khích, giải sáng tạo rồi giải đạo diễn xuất sắc, giải biên kịch xuất sắc. Nhà trường đã làm rất hoành tráng trong một cái buổi thi như vậy. Cái gì nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể sẽ theo dõi. Em có theo dõi. Thầy có một cái bài phát biểu mà em cảm thấy rất là tâm đắc, và nếu mà thời gian mà được quay trở lại em cũng sẽ đăng ký học ngành đạo diễn để được học thầy. Cảm ơn cô ấy, những động viên.
Và năm nay vừa rồi cũng đang có cuộc thi này, đang có một cuộc thi mà trước mắt là cuộc thi kịch bản thì chúng ta mới học tập trung trở lại một cái cuộc thi kịch bản về môi trường xanh. Về môi trường xanh hiện nay là đã có 29 cái kịch bản tham dự. Bây giờ chúng tôi đang chấm và gửi ra cho Hà Nội một cái nhà tổ chức lớn ở Hà Nội đang phối hợp với Netflix để làm cái này, làm cái này. Cho nên khi bạn vào Văn Lang thì bạn sẽ yên tâm là có sẽ rất nhiều cuộc thi điện làm phim, làm phim. Bạn không lo cái việc mà không được làm phim. Còn cái ý thứ hai bạn hỏi. Ý thứ hai bạn hỏi là em sẽ được học với các thầy cô nào khi học hành đạo diễn? Bạn sẽ học với khá nhiều đấy. Khá nhiều các cái thầy cô. Ví dụ như đạo diễn thì có tiến sĩ Phan Bích Hà, tiến sĩ phó giáo sư Phan Bích Hà, nghệ sĩ đạo diễn Tường Phương, còn tôi là Đào Bá Sơn, thầy nghệ sĩ ưu tú là Lưu Việt Bảo, đạo diễn Minh Ngân, và sẽ có khá nhiều các đạo diễn khác. Trong cái quá trình học các bạn sẽ học với khá nhiều các cái đạo diễn, hay là đạo diễn diễn viên Việt Anh, nghệ sĩ dân Việt Anh cũng sẽ tham gia giảng dạy. Chúng ta sẽ học với khá nhiều các đạo diễn ở từng học kỳ, từng năm, và sẽ có cái sự thay đổi để nó phù hợp với từng học kỳ cho các em. Em xin được cảm ơn thầy ạ. Và một câu hỏi nữa trong phần Q&A là ngành thanh nhạc thì em có được học vũ đạo hay không? Và cô thì có những cái bài luyện thanh nào mà cơ bản thôi để em tự luyện tập tại nhà không ạ? Có hai ý ha. Cô rất là chúc mừng các bạn. Đó là khi mà các bạn vào học ngành thanh nhạc của khoa nghệ thuật ứng dụng trường Đại học Văn Lang thì các bạn sẽ được học nhảy ngay từ học kỳ đầu tiên cho đến gần kết thúc luôn. Đó là một điều rất là may mắn. Như hồi nãy cô đã nói rồi, tiêu chí của khoa nghệ thuật ứng dụng trường Đại học Văn Lang mà ngành thanh nhạc đó chính là đào tạo ra những sinh viên hát hay, nhảy đẹp, tự tin trình diễn trước khán giả. Ok. Và cái ý thứ hai nữa là những cái mẫu luyện thanh thì để mà ở nhà thì các bạn có thể tự luyện thanh mọi lúc mọi nơi, thì có rất là nhiều cách. Cô hướng dẫn các bạn một vài cách nó rất là dễ ha. Ví dụ như là bạn lựa chọn giúp cho cô một bài hát nào đó mà bạn cảm thấy rất là yêu thích nha, mình rất là yêu thích, và sau đó thì mình sẽ ghép từng cái âm một. Ví dụ như là bạn cảm thấy là bạn thích âm A, ok, mình chọn âm A. Ví dụ bây giờ cô giả sử như cái bài Ba thương con thì con giống mẹ ha, nó rất là dễ đúng không? Mình sẽ hát cái âm A, la 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 đấy. Rồi sau tới khi mình luyện âm A xong rồi mình thấy là mình nhuần nhuyễn rồi thì mình chuyển qua các cái âm khác, ví dụ như là I, O, rồi là E, U. Đấy, đấy là năm nguyên âm cơ bản nhất để bạn hoàn thiện cái việc học thanh nhạc của mình. Rồi với những bài hát nó đơn giản như vậy, tại vì để mà các bạn hát á, ai cũng muốn được lên cao cả. Nhưng mà các bạn hiểu không, khi mà các bạn mà muốn được lên cao tốt là các bạn phải tập những cái quãng trung, những cái nốt trung, những cái quãng trầm, những cái nốt trầm nó phải rất là chắc. Nếu như chúng ta xây một cái căn biệt thự vậy thì chúng ta muốn cái căn biệt thự của mình thật là lớn, thật là đẹp, thì chúng ta phải có một cái gọi là cái gì thầy ha, cái nền bê tông thầy nhỉ. Dạ đúng rồi, thì giọng hát của chúng ta cũng như vậy, các bạn phải luyện tập những cái nốt thấp nhất là mình rất là nhuần nhuyễn trước, rồi sau đó mình sẽ luyện tập lên, mỗi ngày nó nhích nhích một chút xíu thôi. Đó là cách thứ nhất ha. Cách thứ hai nữa đó là hiện nay ở trên YouTube có rất nhiều những cái video để các bạn có thể tham khảo. Và tất nhiên là các bạn sẽ có những cái các bạn hiểu và các bạn chưa hiểu, thì mình lựa chọn cái nào mình cảm thấy mình dễ hiểu nhất, mình tập luyện được nhất. Ví dụ như bây giờ mình thường xuyên phải làm việc trong một cái cơ quan nó rất là nhiều người như vậy, làm sao mình có thể luyện thanh được? Thì bây giờ mình có thể là ngậm âm thôi. Đấy, đó cũng là một cách để mình giữ cho cái giọng của mình, không chỉ là mình hát hay, mà đối với ví dụ như Thiên Trang này là một MC, mình cũng phải nói rất là nhiều, mình cũng cần phải giữ giọng của mình. Thì đấy cũng là một cái cách để mình tập luyện ha. Nó có rất là nhiều, đó là chưa kể mình sẽ còn được học với các bạn của mình nữa. Rồi ví dụ như nếu mà bạn có nhu cầu trở thành là sinh viên ngành thanh nhạc của khoa nghệ thuật ứng dụng trường Đại học Văn Lang thì gặp cô. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn nữa.
con phải trở thành sinh viên nha. Tôi có thể bổ sung một chút xíu cái trong cái phần diễn viết kịch và điện ảnh. Thế thì khoa sẽ tạo điều kiện để các em học diễn xuất trước ống kính và đồng thời vẫn diễn viên, vẫn diễn trên sân khấu. Đặc biệt là trong năm vừa rồi thì khoa đã mời rất nhiều các cái vở kịch ở các đoàn kịch đến ngoài vào diễn cho bên trường, để cho các em đến tiếp xúc, các em xem và giao lưu với các cái diễn viên đó. Vì nó gần gũi, và cũng có thể sẽ trong tương lai thì chúng tôi sẽ đẩy thêm cái phần giao lưu với các diễn viên tên tuổi, giao lưu với các cái diễn viên mà đã có những cái thành công, có những cái tương tác qua lại với các em để mà các em trao đổi, để mà nó sẽ vỡ ra rất nhiều điều cho một cái sinh viên mới. Em xin được cảm ơn thầy ạ. Và trước khi mà mình kết thúc cái phần Q&A thì kỳ thi năng khiếu cũng như là kỳ thi trung học phổ thông cũng đang tới gần nữa. Không biết là thầy cô có nhắn nhủ cũng như là động viên gì đến các bạn sĩ tử năm nay được không ạ? Đặc biệt là các bạn sắp sửa bước vào kỳ thi năng khiếu sắp tới ạ. Trước tiên em xin mời cô ạ. Đối với cái ngành nghệ thuật nói chung và đối với ngành thanh nhạc và piano nói riêng thì cô Yến trước tiên là cô Yến chúc các bạn là phải hoàn thành thật là tốt cái kỳ thi trung học phổ thông của mình, và sau đó nữa thì cô Yến chỉ có muốn nhắn nhủ với các bạn một câu thôi. Cái câu này là hôm vừa rồi trong cái lớp chuyên đề khi mà trường của chúng ta mở cái ngày hội Open Day đấy, thì có là rất rất nhiều bạn đã đến tận trường để có những cái câu hỏi giống như ngày hôm nay vậy. Thì các bạn, cuối buổi các bạn có một slogan, và bây giờ cô Yến sẽ gửi tặng các bạn nha. Đó chính là cuộc sống luôn luôn cạnh tranh. Có những cạnh tranh, bản thân mình phải luôn cố gắng. Đấy. Tức là các bạn đấy, sau một cái hồi là có những câu hỏi cũng giống như các bạn bây giờ, rồi là cũng nhận được những cái phần quà rất là dễ thương, là mũ này, rồi là túi sách, rồi bút này, có tên của trường Đại học Văn Lang. Đấy, thì các bạn sau một hồi có những trò chơi rất là vui, các bạn nói là cuộc sống luôn luôn có những cạnh tranh và bản thân mình phải luôn luôn cố gắng. Và đối với ngành âm nhạc thì các bạn để thành công, các bạn hãy đi đến tận cùng của tình yêu mà các bạn đã trao đi nhé. Vâng, em xin được cảm ơn cô ạ. Vậy thì thầy ơi, em không biết là thầy có những cái lời gì động viên cũng như là cổ vũ tinh thần cho những bạn sĩ tử của chúng ta sắp tới được không ạ? Tôi chỉ có thể nói với các bạn là các bạn hãy tự tin, hết sức tự tin. Trước mắt chúng ta thì chúng ta nhìn thấy cái này, nó rất nhiều những khó khăn, rất nhiều những cái gì đấy lớn lao các thứ đấy, nhưng bạn phải có một cái sự tự tin và bạn phải có một cái ý chí, phải có một cái nghị lực để vượt qua được tất cả. Và khi bạn có sự tự tin rồi, bạn sẽ lần lượt bạn vượt nó, bạn cứ nhẹ nhàng bạn vượt, bạn cứ từ từ bạn sẽ vượt. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ vượt qua rất nhiều các cái đỉnh núi nếu như bạn kiên trì. Thế nào bạn cũng sẽ đi đến cái con đường mà bạn đã quyết định lựa chọn. Bạn quyết định lựa chọn. Cho nên là khi bạn tự tin rồi thì bạn nên có việc là xác định tính mục đích của nó. Cái tính mục đích rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Khi bạn đã xác định tính mục đích rồi thì nó rất đơn giản, bạn hãy làm bằng mọi cách để thực hiện bằng được cái mục đích của mình. Thí dụ bạn muốn trở thành một cái diễn viên điện ảnh ở sân khấu, bạn xác định nó đi và bạn sẽ lên một cái kế hoạch để thực hiện nó. Bạn sẽ lên một cái phương án, bạn sẽ lên một cái biểu đồ để bạn thực hiện dần dần nó, chắc chắn bạn sẽ thành công. Hoặc bạn trở thành một đạo diễn điện ảnh cũng vậy, bạn xác định như vậy đi và tính mục đích của nó như vậy đi. Thế thì việc đầu tiên khi bạn xác định tính mục đích rồi thì bạn phải giống một con ngựa thỏ mộ. Cái con ngựa thỏ mộ mà ta lên cái vùng núi, ta lên cao nguyên đó, thì ta thấy cái con ngựa nó chạy này, thì người ta phủ bên tai nó một cái miếng bạt, phủ bên tai là cái miếng bạt để làm gì? Tức là đây là một cách rất là vật lý và cơ học để làm gì, để cho cái anh ngựa đấy, anh đừng chạy mà anh mãi nhìn ngắm bên này những cái đàn ngựa cái đang thong thả trên những cái đồi cỏ,
bên này biết bao nhiêu cỏ non rồi, nước suối trong veo, anh không mênh mông cái đó, anh nghĩ tập trung vào cái này. Thì khi anh tập trung vào cái này thì anh chỉ có một con đường thôi, và anh sẽ đi rất nhanh, đi rất tốt cái con đường của anh. Thế thì ý tôi nói rằng là sau khi các bạn đã xác định con đường của mình rồi, bất gì rồi, thì các bạn hãy đi con ngựa thổ mộ, thì các bạn sẽ đến đích, đến rất nhanh. Thế các bạn đừng ham chơi như là cái câu chuyện như ông anh thỏ, anh tung tăng anh chơi nhảy bên này, nhưng cuối cùng anh đến sau con rùa. Thế thì chúc các bạn là có niềm tin vào chính bản thân mình, chúc các bạn tự tin ở chính bản thân của mình, bởi vì các bạn có một cái năng lượng rất tuyệt vời, chỉ có điều chưa khai thác, chưa khai thác, và các bạn chưa đến cái chỗ mà nó bộc lộ được những cái khả năng của các bạn, bộc lộ được những cái năng lượng tích cực của các bạn trong cái công việc mà bạn đam mê và bạn theo đuổi đó. Đài Văn Lang rất vui khi mà sẽ được đón tiếp các bạn, được trân trọng đón tiếp các bạn. Chúng ta sẽ chung một nhà, chung một cái cộng đồng Văn Lang ít nhất là trong vòng mấy năm trời, và các bạn sẽ trải nghiệm được rất nhiều điều. Ngoài học ở đây các bạn còn là tự học, và tôi tin là thế nào các bạn cũng sẽ có rất nhiều điều thành công. Xin chúc mừng các bạn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Như em có nhớ một câu nói là thành công không phải là đích đến mà là chặng đường mà chúng ta đi qua. Và em mong rằng là chặng đường sắp tới của các bạn học sinh, các bạn sĩ tử khi mà thi vào Văn Lang sẽ là một chặng đường thật là tươi đẹp, là nơi để các bạn có thể trải nghiệm, để cố gắng và để phấn đấu hết sức mình với đam mê theo đuổi nghệ thuật của mình. Em cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ cũng như là những năng lượng tích cực của thầy và cô đã chia sẻ với các bạn học sinh của chúng ta, và chúc cho thầy cô có thật nhiều sức khỏe và chào đón lứa sinh viên K28 thật là tài năng ạ. Dạ. Cảm ơn Thiên Trang. Cũng cảm ơn phòng tuyển sinh và truyền thông đã cho khoa nghệ thuật, sân khấu điện ảnh và nghệ thuật ứng dụng có cơ hội để đến gần hơn với các bạn, để có thể chia sẻ và giải đáp những cái thắc mắc và những cái mong muốn được thấu hiểu hơn, để có cơ hội trở thành sinh viên của trường Đại học Văn Lang ha. Giống hồi nãy cô, như lúc đầu cô đã nói là Văn Lang, Đại học Văn Lang, chúng tôi chào đón các bạn. Rất là hoan nghênh các bạn sẽ đến với khoa nghệ thuật ứng dụng của trường Đại học Văn Lang nhé. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Và năm 2022 thì nhằm để giúp các bạn học sinh trung học phổ thông hiểu thêm về các chương trình học cũng như là các hoạt động của sinh viên, thì trường Đại học Văn Lang đã tổ chức rất nhiều những chương trình tư vấn hướng nghiệp như là livestream Văn Lang Q&A, talk show hướng nghiệp Let's Talk, và đặc biệt là ngày 22 tháng 4 sắp tới thì nhà trường sẽ tổ chức ngày hội Open Day để mà các bạn có cơ hội đến thăm trường nè, tham quan và tham gia các lớp học chuyên đề và khám phá đời sống của sinh viên Văn Lang. Và các bạn có thể quét mã QR đang hiển thị trên màn hình để mà mình đăng ký nha. Và quay trở lại với series livestream Văn Lang Q&A thân thuộc, thì mời quý phụ huynh và các bạn học sinh đón xem chương trình vào lúc định kỳ 18 giờ tối thứ ba hàng tuần trên fanpage trường Đại học Văn Lang để cùng trao đổi về những vấn đề tuyển sinh thiết thực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chớ lo em à, dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên trang buồn phàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng.
dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lao sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn vàn. Rồi văn lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng văn lang, ước mơ mãi luôn thắp sáng.